Má thử cái chóp cho. Khóa sổ vậy. Hay quá. Ơi, đẹp dữ vậy. Ủa, ngay eo luôn. Đẹp luôn. Ờ, quá dữ. Luôn. Wow. Đẹp trai luôn. Mình chỉ cấm cái đó nhưng mà mình sẽ đánh vô vô phải là cái quẹo qua đó là vừa. À, tính không? Tính tính hơi xa đó nha. Ừ, cái gì á? Tính cấm à, cái quỹ đạo đúng không? Tính quỹ đạo. Quá dữ luôn. Quá dữ. Đúng như vậy rồi. Đúng như vậy rồi. Đúng như vậy rồi, để được nước mẹ rồi. Mà không, tại vì nó không dài thôi. Mà dài là nó qua cái eo đó rồi. Siết xíu mới được. Siết xíu mới được, không siết. Không siết nữa nó ra giữa hồ rồi. Không siết thì tính vô cát luôn. Polo tí nữa, phải không? Không đồng ngắm được cát. Ừ, ngắm cát thì ngắm cát thì tốt hơn. Đặt bên đó mà nhắm cát, liền cái đặt bên này mà nhắm cát đó tập kia đâu đâu, đặt bên đó nhắm cát rồi cho nó xéo vòng ra lại. Đẹp luôn. Ừ, luôn. Ngay chỗ đó luôn hả? Ngay chỗ đó luôn á. Cùng lớp nó khác cái chứ. Ngay chỗ đó luôn. Quá theo đó luôn hay sao? À, nghi ngờ quá. Theo quá. Ồ, đừng. Này đầu cuối ảnh là bạn, hai thằng hai đầu khác nhau á. Ok. Rút kinh nghiệm chứ. Rồi ngay giữa luôn rồi đó. Ừ, cát luôn hả? Chưa tới cát. Khỏe thế. Máu chưa tới cát này. Cát trên. Má cát trên là mạnh lắm á, phải cỡ đồ dứa rồi cũng lên. Có thể là vào đấy là dính không? Hello tài bia, cái này mình là driver tên tài bia. À đâu. Cũng cơ bia mày không? Cơ bia say cái này hơi gió say. Dạ, anh ta đen nha, cứ ba lỗ một lon bia. Sợ thật. Hôm nay đánh ngay đánh 36 lỗ. Dữ dằn quá. Quá dữ dằn. Ê, xuống cát luôn hả? Chẳng như cái lực của anh tổn lắm. Của anh lên đến nóc đỉnh kìa. Ơ được. Mém qua luôn hả? Thiết ra là đếm qua, ai đánh qua là khó lắm. Ý nó là tính qua luôn á, hiểu không? Phải thì đẹp. À, nó rớt giữa cát kìa, đúng không? Đi ra ngoài câu luôn á. Rồi, câu luôn chứ, đừng sợ gì. Lấy tranh số 4 luôn, tiếp tục. Của mình là 3 tướng rồi, 3 tới cờ. Tướng bỏng mà. Thích chinh vậy. Há bây giờ tranh tướng được bắt đầu ra. Dạ, cờ tranh chúng bà rồi. Thanh ấy đó, thanh cáo đó. Không có chỗ đứng. Dốc cao quá. Hay quá. Quá dữ bạn ơi. Số 8 em. Gì? Số 9 đi. Nãy mình quýnh số 4 đúng không?
ơi. Đây bà ơi. À đưa đưa bắt đầu. Thông cảm. Không, anh đường nó đâu qua được không? Gì? Đường nó dướng nước qua đâu. Dướng nước hả? Rớt gì à? Em nhặt cỏ. Cỏ này là cỏ cỏ gì? Biết không? Hà Lan. À đây hả? Túi nè. Cái này lớn. Cái để đó có đó. Má mình không quýnh ngoài không? Thôi khỏi nè, cầm đi. Chưa? Dạ dạ. Ở đây. Má không không chơi bao tay nhưng mà mua đồ toàn là mua hàng nhiều lắm. Cho các em không, các bạn chơi đồ nghề nhưng mà không có xài nữa. Nhiều to như là tao nghe. Mà bạn để thiếu nó ấy đúng không? Chơi thiếu nó vui. Hành trình đi tìm phá vất vả. Mấy con on không em? À, bóng mình có cả em còn on nha. Còn hai bà. Đấy, bà on. Chưa được on luôn. Đồ. Chưa được on. Bóng màu vàng đấy chứ. Không phải bóng màu trắng. Chết mẹ, bóng màu vàng đấy. Rồi, mình vô cát rồi. Mình là... Vô cát rồi. Bóng em ạ. Mình là vô cát nữa à? Cát không? Cũng thì đấy thì phải nó là cát. Cát á. Cát à? Bọc lỗ rồi. Ơ đù, nó lỗ lớn. Đâu má chơi lỗ lớn. Hết hồn. Mẹ bữa xong bé nhỏ kia, cái chỗ gì? Bị công đúng không? Mày nhỏ đó. Kêu đù tàn muốn vô lỗ lớn không? Má lỗ này thu nước, nó không ra nước. Bỏ nha. Hay anh. In, in. In. Ồ. Mẹ, tập mãi mới được. Ở đây là hành trình đi tìm quả pha đầu tiên các bạn. Má mày dùng cái tem bò chip nữa cũng hơi rất mượt chứ. À bây giờ là mượt giờ quen từ từ. Phải hơn xuống mới được. Má mình đánh lần quá ha. Không không không. Không nó sổ dốc. Hay quá bạn ơi. Kéo lắm. Má nhìn như trong tivi vậy. Ờ, à. Làm vậy mà ta đánh đây. Hình à, như cờ bên đây đúng không? Trong tivi là cờ bên đây đúng không? Cờ làm bẫy. Tivi nó mới làm rõ lại. Có kiểu là ta hay là body đi các bạn. Body đi. Đẹp đó. Có nguy cơ đâu body nha anh em. Ê. Rồi mát. Rồi vô ok. Ok. Ok ok. Rồi để cho bớt đi kìa. Ok, để bên kia tập trung bớt đi. Rồi uống rồi. Hai pha. Ba. Hai pha. Bắt đầu từ đấy. Mình căng tải lắm rồi. Dính mặt à? Dạ chứ. Ây giời, có cả phá đầu tiên à. Gan tay. Khó là lấy phá dễ dàng lắm. Không khó là lấy phá dễ hả? Dạ không chứ. Hôm nay với anh Minh nó khó, anh Minh đánh ngắn. Anh mới đặt là index 1. Đó. Tự đến đây nó luôn à? Hôm nay mới thấy anh Minh cứ chạy số đít, không dám đến tiền tới. Anh tư. Sợ gì? Thank you.
Nhẹ rồi. Ôi, tí lực nữa nè. Lên dốc. Yeah. Chảy không? Mép rồi. Trong được anh, trong mới dốc lên được. Má giờ dít nó không lên. Phơm hay. Giờ cũng đỏ không được. Đây là đánh vô lai, thơm luôn. Ừ, thơm vô luôn là được, nhưng mà đánh thứ bê bê vào là nó bị cẩn không? Đảo trái, đảo phải. Đánh bê vô. Vô vô, 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 cá không? Má nó mới phơi đi. Chơi hả? À?